Fan chào đón Chipu tới Thanh Đảo tặng nguyên con gà quay để ghi hình cho tập mới Hương Vị Trung Hoa. Chipu chính thức đến Thanh Đảo Sơn Đông để ghi hình cho Hương Vị Trung Hoa. Fan hâm mộ đã háo hức chào đón Chipu khi cô xuất hiện tại Thanh Đảo và tặng nguyên con gà quay để ghi hình cho tập mới của chương trình Hương Vị Trung Hoa. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Chipu và hình ảnh nguyên con gà quay đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tương tác lớn từ fan hâm mộ. Vào ngày 20 tháng 8 lúc 3 giờ chiều Chủ nhật, Chipu đã đăng loạt ảnh trên trang cá nhân của mình khi đến sân bay. Trong bài đăng, cô chia sẻ, bạn đã ăn chưa? Jifu bảo chào đón tôi đến Thanh Đảo và cho tôi ăn vịt quay. Vịt quay ở khắp mọi nơi. Bài đăng của Chipu đã nhận được rất nhiều bình luận vui nhộn và hài hước từ fan hâm mộ. Đa số mọi người đều thích món vịt quay và đã thể hiện sự phấn khích. Sự tương tác tích cực này chứng tỏ sự ủng hộ và tình yêu của fan hâm mộ dành cho Chipu và chương trình Hương Vị Trung Hoa. Trong một chương trình gần đây ở Trung Quốc, Chipu khiến nhiều người bất ngờ khi đề cập đến chuyện cầu hôn. Cụ thể, các khách mời đã hỏi Chipu về một buổi cầu hôn trong mơ như thế nào, thì nữ ca sĩ đã nói rằng, em hy vọng đó sẽ là một ngày đặc biệt, ở một địa điểm đặc biệt và anh ấy sẽ quỳ một chân khi cầu hôn em. Chỉ cần một lần cầu hôn duy nhất, với đúng người. Tuy nhiên, đây chỉ là mong muốn của Chipu ở tương lai, bởi thời điểm hiện tại nữ ca sĩ vẫn đang còn độc thân. Chipu cũng chia sẻ thêm rằng mẹ của cô cũng thường xuyên đề cập đến chuyện tình cảm của nữ ca sĩ trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, Chipu đã trấn an phụ huynh bằng câu nói quen thuộc đừng lo lắng, đừng vội vàng. Chipu cho biết ở hiện tại cô nàng vẫn đang tìm kiếm nửa kia phù hợp với bản thân. Chia sẻ của Chipu nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế, bởi từ trước đến nay nữ ca sĩ là cái tên vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.